Vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em đam mê đi săn bẫy. Thì hôm nay tiếp tục giới thiệu cho các bác một cái dòng loa AT100 các bác nhé. Thì hàng lại tiếp tục về để phục vụ cho các bác trong cái mùa bẫy 2020. Thì như các bác thấy trên hình đây, số lượng rất là nhiều để phục vụ cho các bác. Là một cái đơn vị bán hàng chuyên nghiệp nên bán rất nhiều mẫu loa. Thì hôm nay tiếp tục giới thiệu các bác một cái dòng loa đây AT100. Đấy, như các bác thấy trên hình đây là số lượng thì rất là nhiều để phục vụ cho các bác. Đây là cái vỏ hộp thôi nhá. Đấy, vỏ hộp màu vàng. Đấy. In hình ô tô và đây nó là AT100. Hàng này đảm bảo các bác là pin bền nhất cũng như hàng cao cấp nhất trong các dòng loa hiện nay. Thì hôm nay lại tiếp tục về để em khám phá cũng như giới thiệu cho bác, để các bác nào chưa biết thì có thể tham khảo các bác nhá. Thì là một đơn làm các bác nào mà biết rồi thì có thể xem cho vui. Thế còn các bác chưa biết thì có thể tham khảo mẫu loa này. Đấy, mẫu loa này đảm bảo các bác là pin bền nhất và âm lượng lớn nhất. Đấy, hàng đẳng cấp nhất các bác nhé, trong các dòng loa hiện nay. Đấy, thì như các bác thấy đây, thì em sẽ khám phá các bác để các bác phục vụ được cho các bác xem cái mẫu loa Daily Q93 này, mẫu loa AT100 này. Thì như các bác thấy thì hộp thì màu vàng. Đấy, đây là cái thân cứng của loa này. Đấy, đây là cái đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn các bác nhé. Đấy, đầy đủ phụ kiện cho bác luôn này. Thì một cái dây sạc này. Đấy, một cái dây sạc này, một cái dây sạc của điều khiển này, một dây sạc loa này. Đấy nhá. Đấy, đây là cái điều khiển này. Điều khiển này pin và pin Nokia các bác nhá. Đấy, pin Nokia. Pin chạy pin 5C. Khi các bác sử dụng thì các bác có thể là sạc pin. Đấy, nếu mà hết pin các bác sạc pin thôi nhá. Đấy. Thế còn các bác mà không cần dùng pin dự phòng. Đấy. Mẫu loa này pin nó rất là bền. Vì pin của nó là pin khoảng độ các bác mà đánh liên tục thì chạy khoảng 15 đến 17 tiếng đồng hồ liên tục các nhá. Đấy. Thân chính của loa là hàng màu loa màu đen bằng nhôm. Trên đỉnh có 3 nút các nhá. Đấy. AT100 pin của nó 4000 mAh. Đấy. Mẫu loa này đẳng cấp nhất trong các dòng loa hiện nay. Các bác nào mà chưa chơi hoặc bây giờ sắp chơi, muốn chơi thì nên mua cái mẫu loa này. Đấy, em tư vấn cho bác là hàng nào tiền nào của đấy không nhá. Đấy, hàng cao cấp thì sẽ đắt tiền. Đấy, chất lượng âm thanh của nó cũng là rất là ok hơn, ấm và vang xa hơn không nhá. Thì tặng cho bác một cái đi theo gồm cho các bác là cái túi đeo loa màu dàn di. Đấy, bên em bán lẻ hết câu nhá, vì các bác mà mất hay bị hỏng cái phụ kiện, ví dụ như là cái túi đeo loa hỏng thì em bên em bán riêng. Đấy. Hay là bị dây sạc bị hỏng cũng bán, loa bị hỏng cũng bán, hoặc là cái điều khiển này các bác bị rơi nước hay bị hỏng không điều khiển được cũng bán hết các bác nhá. Đấy, bên em bán chuyên bán sỉ bán lẻ. Đấy, bán các bác mua cái gì em bán đấy. Tất cả dòng loa này là điều khiển cũng như loa là bàn phím bằng tiếng Trung hết, bằng tiếng Anh hết các bác nhá. Bằng tiếng Anh hết để các bác sử dụng rất dễ dàng. Còn khi các bác mua bên em sẽ tặng các bác một cái tờ hướng dẫn bằng tiếng Việt để các bác sử dụng. Nên là điều khiển thì rất là xa, điều khiển nó vang xa cho đến một trong nhà sản xuất thì nói 1000 mét. Đấy, nhưng mà em cứ bảo hành với bác khoảng độ 100 mét trở lên. Thế cũng như pin của nó khoảng 15 đến 17 tiếng các bác nhé, chạy liên tục. Thì cái mẫu loa này rất nhiều các bác mua hiện nay. Đấy. Đây là cái thẻ nhớ nhá. Thẻ nhớ thì bên em bán riêng, cũng nhiều bác là nhà có thẻ rồi thì các bác không cần mua thẻ nữa. Thế còn các bác mà chưa có thẻ thì có thể mua thêm thẻ bán riêng. Đấy, không phải theo loa, loa có gì em bán như thế. Đây là điều khiển thì đây nút on là bật lên thôi nhá, là sử dụng. Đây. Đấy là kêu. Tiếng rất là âm vang và xa. Đấy. Tiếng đảm bảo các bác là rất là ok luôn. Đấy, tùy theo tiếng thôi nhá, tùy theo file, có file rất to, file rất nhỏ, file vừa vừa. Nhưng nói chung là rất là ok, hàng này thì đảm bảo. Đấy, tiếng thì nó có 1-2 file, thì bé là do file. Thế còn tiếng của nó, cái loa này rất là vang xa, rất là to luôn. Đấy. Nên là cái mẫu loa này thì pin rất là bền và âm lượng của nó cũng rất là to. Đấy. Nên các bác nào mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp theo 3 số điện thoại chính của shop để shop đặt hàng. Shop em đến từ Bắc Giang các bác nhá. Ship hàng là COD toàn quốc. Đấy, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng,
đúng sản phẩm. Thực tế trên video này thì các bác thanh toán tiền. Đấy. Để đảm bảo mua bán vận thành thành công thì cứ bác điện trực tiếp, em sẽ báo giá cụ thể cũng như tư vấn cho bác nhiệt tình hơn. Đấy. Nên là các bác xem được video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ các bác nhé. Em sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.